Đại ca, đừng mà, đừng mà. Số 10 lên trên nào. Số 10 thành lên đầu nào. Đổi vị trí lên chân rồi. Số 10 lên đầu đi. Tiếp tục di chuyển đi. Anh em tiếp tục di chuyển nhá. Các bạn nhanh lên nào. Mày đấy. Chó là mày thôi. 27 lên nào. Lên nào. Lên chân em. 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 Lên tiếp tục đi. Chạy nhanh nhá, mọi người bắt đầu chạy nhanh nhá. Nhanh nhá. Chạy đi. Thứ hạng 21 tay dạ dày có thể là thay đổi. Vẫn có thể thay đổi thứ hạng nếu không tập trung. Anh em chủ gió chạy nhanh nhá. Nhanh nhá. Dừng. Tất cả anh em xem chó. Rồi anh em tiếp lên cho chó đi. Và đồng thời sâu dáng để chọn vài chấm nhá. Anh em tranh thủ uống nước thì còn chạy thêm 10 vòng nữa nhá. Tiếp tục di chuyển chậm nào. Mời di chuyển chậm đi. Di chuyển nào. Mười dừng lại nào, hai bảy lên đây nào. Header sâu xong rồi nhìn về ống kính để chụp ảnh nó đẹp nhá. Anh em cố gắng vừa sâu chó nhưng vừa sâu cả người.
Hello, tôi xin đánh giá nhóm thi open nhóm cấp cái có ba con chó tham gia. Tôi xin đánh giá số danh số 23 và chi tiết như sau. Con chó này có kích cỡ trung bình, có cấu trúc hộp xương đầu tốt, có đường sống mũi thẳng, có điểm tốt của gương mặt rất tốt, có vị trí tai đúng, có bộ vai cao, có đường lưng rất chắc khi di chuyển, có máng mâm tốt, có các ốc xương sau rất tốt, có đường bụng tốt, có tỷ lệ chiều dài và chiều cao tốt, có độ nghiêng gục cánh trên đầu trên tốt, có các ốc xương trước và các ốc xương sau tốt. Lý do con chó này nằm ở vị trí này là do nó không trình bày được cái răng đưa, cho nên là nó phải nằm ở vị trí này và được đánh giá là rồi. Xin chúc mừng số vô danh. Số danh 23 đã hoàn tất đề thi của mình. Con chó này có kích cỡ trung bình, có cấu trúc hộp xương đầu tốt, có đường sống mũi thẳng, có điểm tốt rất rõ ràng, có mảng đen trên gương mặt rất tốt, có vị trí tai chính xác, có bờ vai cao, có đường sống lưng chắc khi di chuyển, có méo mông tốt, có các cấu xương sau tốt, có đường bụng tốt, có tỷ lệ chiều dài và chiều cao tốt, có độ nghiêng của cánh tay đằng trên rất tốt, đặc biệt là các góc chân trước rất tốt và các góc chân sau tốt. Con chó này được đánh giá là SG xếp hạng thứ hai. Đầu rất ấn tượng, có đường sống mũi thẳng, có điểm tốt rất rõ ràng, có mảng đen trên gương mặt rất ấn tượng, có vị trí tai chính xác, có bờ vai cao, có đường lưng chắc khi di chuyển, có mảng mông tốt, có cái cách chân sau rất tốt, có đường bụng rất tốt, có độ xiên của các tay đòn trên rất tốt, có tỷ lệ chiều dài và chiều cao rất tốt, có mảng màu rất rõ ràng, có các góc chân trước và các góc chân sau rất tốt. Con chó số vô danh số 10 hơn con chó số vô danh số 27 là con chó số vô danh 27 đã không trình bày được cái phần góc chân sau bên trái khi di chuyển cả hai tốc độ. Tôi cũng đã tìm và đưa ra những cái giải pháp nhưng mà con chó nó không đáp ứng được theo quyền vọng, cho nên là thứ hạng của con chó 27 ở vị trí số 2, vị trí số 1 là con chó số 10 được đánh giá là SG rất tốt. Xin chúc mừng số danh số 10. Bây giờ số danh số 10 sẽ được chạy ở tốc độ nhanh. Xin mời. Lâm vòng. Chạy nhanh nào, 5 vòng vào.